Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng rình mồi Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính bàn cách đối phó. Sai phạm đất đai là một cái rớp mà Nguyễn Thanh Nghị đã dính vào tháng 8 năm 2020 khi còn là bí thư tỉnh Kiên Giang. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật khiển trách Nguyễn Thanh Nghị cùng một số tiền nhiệm của ông Nghị tại tỉnh Kiên Giang. Trong khi chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc bị ông Nguyễn Phú Trọng tác động đã kéo quân về Kiên Giang thanh tra đất đai. Điều đáng nói là sai phạm kéo dài từ thời những người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nghị, kéo theo ông Nghị bị vạ lây. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh về vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở giai đoạn 2011-2017. Các ông Phạm Vũ Hồng, Lê Văn Thi là hai nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng 12 người nguyên là phó chủ tịch, thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đáng chú ý, trong số 6 nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm rút kinh nghiệm có ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Mai Văn Huỳnh, bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quốc, bà Lê Thị Minh Phụng và các ông Mai Anh Nhịn, Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đã từng bị Nguyễn Phú Trọng vồ hột. Điều đáng nói là khi Nguyễn Thanh Nghị về Kiên Giang để quản lý, ông Nghị thừa hưởng toàn bộ những chính sách đất đai của các người tiền nhiệm để lại. Câu hỏi đặt ra là sai phạm đã bắt đầu từ năm 2011. Sao ông Nguyễn Phú Trọng không cho kiểm tra từ sớm mà đợi Nguyễn Thanh Nghị về tiếp quản lại cho thanh tra? Đây là cái bẫy của Nguyễn Thanh Nghị đã biết rất rõ ràng. Tuy nhiên, thế lực Nguyễn Tân Dũng tuy là không còn giữ quyền lực ở Trung ương, nhưng vùi dập Nguyễn Thanh Nghị là không hề dễ. Lần kỷ luật Nguyễn Thanh Nghị lúc ấy bị trượt mà ông Nguyễn Phú Trọng nuốt không trôi. Đây là vấn đề mà Nguyễn Thanh Nghị cũng như Nguyễn Tân Dũng cần phải quan tâm. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ khó mà buông tha về vấn đề đất đai này. Và hiện nay, ông Nguyễn Thanh Nghị đã nắm bộ xây dựng và rất dễ dính đến sai phạm đất đai. Quy hoạch kiến trúc và xây dựng dân dụng là chuyên ngành mà Nguyễn Thanh Nghị đang quản lý toàn quốc. Tỉnh Kiên Giang chỉ là địa phương nhỏ bé cách Hà Nội đến cả ngàn dặm mà ông Nguyễn Phú Trọng còn moi ra sai phạm được. Thì với phạm vi toàn quốc, nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn moi ra sai phạm thì không có gì là khó khăn. Tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nghị là ông Phạm Hồng Hà. Suốt 5 năm ngồi trên ghế bộ trưởng, không biết ông Phạm Hồng Hà có gì sai phạm không. Tuy nhiên, về kỷ luật thì ông Hà chưa bị. Cũng giống như trường hợp ở Kiên Giang, những người tiền nhiệm sai mà ông Nguyễn Phú Trọng không kiểm tra mà phải đợi khi ông Nguyễn Thanh Nghị lên kế nhiệm thì ông Trọng mới cho quân vào kiểm tra. Thời gian Phạm Hồng Hà không thấy ông Trọng kiểm tra gì bộ xây dựng, nhưng rất có thể khi ông Nguyễn Thanh Nghị nắm bộ xây trưởng bộ xây dựng thì ông Trọng sẽ xua quân đi kiểm tra để moi móc những sai phạm này. Và Nguyễn Thanh Nghị thường phải tiếp nối chính sách mà Phạm Hồng Hà đã làm, cho nên nguy cơ bị vạ lây cũng như trường hợp tại Kiên Giang là hoàn toàn có khả năng xảy ra với ông. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính là lá chắn cho Nguyễn Thanh Nghị. Thật sự thì đã nhiều lần Nguyễn Phú Trọng rình và vồ Nguyễn Thanh Nghị nhưng đều trượt mất. Lần đầu tiên vào năm 2016, khi đó ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã cho báo chí thổi bùng đến sai phạm chiếc xe biển xanh Land Rover mà Nguyễn Thanh Nghị đang dùng. Bài đánh tương tự như đánh Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, bài đánh đó áp dụng với Nguyễn Thanh Nghị không hiệu quả. Sau đó, báo chí đã im đi. Đó là lần vồ hột thứ nhất. Còn lần thứ nhì là sai phạm đất đai ở Phú Quốc. Hai lần vồ hột như thế, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Tân Dũng vẫn còn đủ kinh nghiệm để có thể cẩn thận với ông Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ canh me và vồ tiếp lần nữa. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn, cũng rất đúng với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng. Với ai thì cho qua, chứ với ông Trọng thì ông không bao giờ cho qua những lần thất bại như vậy. Và Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính đang họp đối phó như thế nào với ông Nguyễn Phú Trọng? Vào ngày 18 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã có cuộc họp với Bộ Xây dựng. Trong cuộc họp, ông Chính cùng với Nguyễn Thanh Nghị họp bàn cách tháo gỡ những vấn đề mà bộ này đang mắc phải. Thời ông Phạm Hồng Hà, bộ không bị thanh tra, tuy nhiên không thanh tra không có nghĩa là không có sai phạm. Đến thời Nguyễn Thanh Nghị nắm quyền thì tất nhiên
ông Nghị không thể một sớm một chiều đảo ngược về chính sách của ông Phạm Hồng Hà. Đấy là cái bẫy nếu không sửa ngay từ bây giờ. Nếu một ngày đẹp trời, ông Nguyễn Phú Trọng lại xô quân sang Bộ Xây dựng, thanh tra thì có thể nguy to. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Nghị đã báo cáo ông Phạm Minh Chính những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý trong nhiệm kỳ của ông Phạm Hồng Hà 2016-2020. Hiện nay, ông Nghị đang cho Bộ Xây dựng rà soát lại bỏ một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản vi phạm và quy phạm của pháp luật, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phong quyền cho các địa phương, và đã bãi bỏ 7 ngành nghề kinh doanh có khả năng dính sai phạm, cắt giảm và đơn giản hóa 157 trên tổng số 254 điều kiện kinh doanh, cắt giảm 52% danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Bộ Xây dựng cũng là một trong những bộ đầu tiên thành lập bộ phận một cửa, triển khai dịch vụ công trực tuyến độ từ 3 đến 4, đạt tỷ lệ tới 67,3%. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị tại cuộc họp này. Theo báo cáo của ông Nghị thì vẫn còn những lĩnh vực chưa đạt kết quả. Ông Nghị nói rằng thời gian tới ông sẽ cho tập trung chỉ đạo một số vấn nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị, đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Rồi những vấn đề như quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở xã hội, xây lại chung cư cũ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước v.v. Tránh tình trạng quy hoạch xây dựng một thành phố thì rất chặt chẽ, nhưng điều chỉnh lại đơn giản theo đề nghị của nhà đầu tư và phá vỡ quy hoạch chung, gây sức ép lên hạ tầng. Người dân không đồng tình là những vấn đề có thể bị moi ra sai phạm nếu thanh tra được thực hiện. Mặc dù mới nắm bộ xây dựng chưa lâu, nhưng Nguyễn Thanh Nghị đã chuẩn bị và rà soát rất kỹ những chính sách cũ và đang cho sửa sai kịp thời. Cuộc họp này có sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính như là sự đảm bảo rằng dù có sửa nếu sai thì người chịu trách nhiệm không chỉ là Nguyễn Thanh Nghị mà còn có ông Phạm Minh Chính. Và với những diễn biến như vậy thì dường như dư luận cho rằng phải chăng đang kéo liên minh để thị uy ông Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ có đến 33 cơ quan bao gồm các cơ quan tương đương. Ông Thủ tướng dự cuộc họp cấp bộ là rất hiếm. Thường thì ông Phạm Minh Chính sẽ họp ở những bộ lớn như bộ nhỏ như bộ xây dựng thì ít khi đi. Nhiều chính sách đất đai được triển khai trên toàn quốc. Nếu kéo Thủ tướng vào họp lấy bút phê Thủ tướng cho những quyết định thì nếu bên ban bí thư mà có đưa ra ban nội chính để kiểm tra thì cũng khó mà buộc tội một mình Nguyễn Thanh Nghị được. Bước đi đầu tiên của Nguyễn Thanh Nghị mà kéo được Phạm Minh Chính là nước cờ khôn, bởi nó làm cho ông Nguyễn Phú Trọng có muốn đổ lỗi cũng khó. Đáng nói hơn là kỳ họp lần này Bộ Xây dựng, ông Phạm Minh Chính còn kéo theo ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nữa. Ông Lê Văn Thành là người của ông Phạm Minh Chính. Lê Văn Thành trước đây là bí thư thành phố Hải Phòng, được ông Phạm Minh Chính kéo về chính phủ sát cánh cùng ông. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Lê Văn Thành và Nguyễn Thanh Nghị cho thấy là bộ kiềng ba chân vững chắc. Hiện nay thế lực của Phạm Minh Chính là rất mạnh. Cách mà ông Phạm Minh Chính giúp Nguyễn Thanh Nghị tránh khỏi nanh vuốt của Nguyễn Phú Trọng là trong những chính sách lớn ông Phạm Minh Chính tham gia và bút phê thì nếu có bị thanh tra người ta cũng không dám đụng đến Thủ tướng. Chữ ký của Phạm Minh Chính và chữ ký của Nguyễn Thanh Nghị thì khác rất nhiều. Nếu văn bản Nguyễn Thanh Nghị ký mà có sai phạm thì ông Nghị rất dễ bị kỷ luật. Nhưng văn bản sai phạm mà có chữ ký của Phạm Minh Chính thì chắc là Nguyễn Phú Trọng sẽ không dám xử lý. Được biết tại cuộc họp quan trọng này, ông Phạm Minh Chính đã cẩn thận chỉ ra 8 hạn chế, yếu kém của ngành xây dựng. Đấy là cách mà Phạm Minh Chính giúp Nguyễn Thanh Nghị trong thời gian tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Nguyễn Phú Trọng rình mồi, Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính bàn cách đối phó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.